Hi, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Timescast. Thì hôm nay trước mặt mình đây là một cái sản phẩm rất là đặc biệt đến từ Samsung. Thì đó chính là mẫu flagship Galaxy S21 Ultra 5G. Đây, thì cái điểm đầu tiên mà mình nhận thấy ở cái hộp này đó là nó rất là nhẹ và mỏng. Đây, mình có thể show cho các bạn xem. Đó, vẫn là cái tông hộp màu đen, logo hình chữ S, số 21 ở đây, nhưng mà nó đã mỏng hơn rất là nhiều so với những cái thế hệ trước. Mà nó vẫn còn nhẹ nữa, cho nên tới mức mình có thể cầm bằng hai ngón tay mà vẫn rất là thoải mái luôn, giống như đang cầm một chiếc smartphone vậy. Rồi thì ở cạnh bên thì các bạn sẽ thấy là tên mã của máy là SMG998B. Phiên bản này là phiên bản ROM 128GB và có 12GB RAM, và phiên bản này thì được làm ở Việt Nam, made in Việt Nam, thì theo mình biết thì làm ở tại nhà máy Samsung ở Thái Nguyên. Đó thì từ trước nay đều như vậy rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành mở hộp ra và đập ngay trước mắt mình, đó chính là chiếc Galaxy S21 Ultra. Đây, đây, rồi mình sẽ tháo siêu ra luôn nha. Wow, một cái máy rất là đẹp, nhưng mà mình sẽ không nói quá vội chiếc máy này, mình hãy đi tìm hiểu bên trong cái hộp này còn gì nữa. Thì cái lý do mà cái hộp này nó mỏng thì chắc các bạn cũng biết rồi, đó là năm nay Samsung đã đi theo cái tiếng gọi của việc bảo vệ môi trường, cho nên là đã cắt gần như là hầu hết mọi cái phụ kiện đi theo rồi, cho nên các bạn chỉ có một cái que chọc sim. Mở cái hộp ra thì bên trong thì các bạn sẽ có một cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng nhanh, và cuối cùng thì đó chính là một cái dây cáp kết nối USB C2C. Hết. Như vậy chúng ta sẽ chỉ có nhiêu đây thôi, chúng ta không có ốp lưng, chúng ta không có adapter sạc, mặc dù cái máy này hỗ trợ sạc nhanh, cho nên bạn nào mà muốn sử dụng cái máy này một cách gọi là chỉnh chu nhất thì phải mua thêm adapter sạc và một cái ốp lưng. Đó. Rồi, và bây giờ mình sẽ tiến hành nói về cái máy này. Và đây, mình đã tiến hành khởi động cái máy này lên. Thì cái ấn tượng đầu tiên của mình mà khi mà mình cầm chiếc 21 Ultra này, Cái ấn tượng đầu tiên của mình khi cầm cái chiếc S21 Ultra này đó chính là nó mang một cái phong cách của dòng Note hơn là dòng S. Cho nên mà bạn nào trước đây mà hay có một cái tư tưởng đó là bây giờ dòng S nó ra nó rất là xịn rồi, nhưng mà hãy đợi dòng Note ra mua đi thì nhìn nó cứng cáp và nó nam tính hơn, thì từ bây giờ các bạn có thể mua luôn cái mẫu S21 Ultra này, bởi vì nhìn nó rất là gọi là cầm rất là đầm tay, nó mang một cái gọi là một cái sự lịch lãm. Rồi, cái ấn tượng đầu tiên của mình khi mình cầm cái máy này trên tay đó là nó đã làm cho mình thay đổi cái suy nghĩ về dòng Galaxy S. Trước đây thì mình hay nghĩ là thì dòng Galaxy S nó rất là tốt, ngon, cấu hình camera rất là ok, nhưng mà mình muốn một cái máy nam tính hơn, cho nên mình sẽ đợi dòng Galaxy Note ra và mình mua. Nhưng mà từ cái thế hệ S21 Ultra này thì nhìn cái máy nó rất là cứng cáp, vuông vức, lịch lãm luôn, và nó gần như là nó sẽ phù hợp với lại nam giới hơn là phụ nữ. Còn nếu mà bạn là người con gái mà bạn thích xài những cái hàng lớn thì cũng ok thôi, không có gì cả. Rồi, đập vô mắt mình đầu tiên đó chính là một cái màn hình rất là lớn, kích thước lên tới 6,8 inch, độ phân giải là 2K. Thì mình đã vừa khởi động cái máy này lên. Thì trên những cái thế hệ trước đây thì Samsung đã sử dụng cái tấm nền 2K rồi. Nhưng có một cái điểm rất là hay trên cái máy này, đó là từ bây giờ màn hình 2K đã kèm theo tần số quét 120Hz, cho nên các bạn cảm thấy là mọi cái thao tác của mình rất là mượt, đặc biệt là thao tác vuốt chạm này nọ rất là ok, kết hợp với con chip xử lý mới nữa, cho nên là mọi thứ nó mình phải dùng cái từ gọi là rất là tuyệt vời luôn. Còn ở trên những cái thế hệ trước đây, nếu như bạn muốn dùng một cái tần số quét cao 90Hz thôi thì các bạn phải giảm độ phân giải xuống còn Full HD, thì đó là một cái giới hạn bây giờ đã được Samsung gỡ bỏ hoàn toàn. Thì đây là một điểm mình thấy rất là tích cực, bởi vì các bạn đã bỏ ra một số tiền rất là lớn, hơn 30 triệu đồng cho một chiếc flagship rồi, thì không có gì phải giới hạn lại cả, cứ bung lộ hết là mọi thứ nó là ok. Rồi, màn hình này thì vẫn là sử dụng tấm nền AMOLED rất là truyền thống của Samsung, độ phân giải cao, độ sáng cao, độ sắc nét rất là ổn, màu sắc gọi là cực kỳ gọi là bắt mắt, nịnh mắt luôn. Thì cái đó là một cái thế mạnh của Samsung rồi, mình không cần phải nói quá nhiều nữa. Nhìn chung thì cái màn hình này là tối ưu cho việc giải trí. Ở trên đây sẽ có một cái vị nốt ruồi nằm ngay trung tâm, dùng để đặt một cái camera selfie độ phân giải 40 MP nằm ở đây. Thì cái việc Samsung có ngay cái nút ruồi ngay chính giữa mình thấy rất là hay, bởi vì hầu hết những cái hãng Android hiện tại thì đặt cái nút ruồi bên trái hoặc bên phải, còn hãng này làm ngay giữa, rất ok. Rồi, tới mặt sau thì cái phạt này có thể là một cái sự thay đổi lớn nhất trên dòng Galaxy S và cũng như toàn bộ các dòng sản phẩm của Samsung từ trước tới giờ. nó giúp cho cái máy này nó khác biệt so với thế giới Android còn lại. Bởi vì các bạn cũng biết mà, ví dụ như ngoài cái chiếc Galaxy Fold màn hình gập nó quá đặc biệt ra đi, thì hầu hết những cái chiếc điện thoại bây giờ đều là màn hình lớn, rồi khung kim loại nhìn nó rất là vuông vức này nọ. Nhưng mà ở đây đã có điểm nhấn, đó chính là cái cụm camera. Nếu bạn để ý thì trên cái mẫu Galaxy S21 Ultra trước đây, cụm camera nó rất là lồi và nằm ngay đây. Mình nhìn thì mình thấy nó không được thẩm mỹ cho lắm. Ở trên chiếc S21 Ultra này, Samsung vẫn sử dụng một cái hệ thống camera tương tự như vậy, nhưng nó đã không còn quá lồi nữa. Thật sự nó vẫn lồi, nhưng mà do cái cách thiết kế của cái sản phẩm này rất là hay, mình sẽ chỉ cho các bạn. Đó là cái phần cụm camera này nó đã được gọi là liền mạch với phần khung viền đó. Nếu các bạn để ý ở đây thì nó sẽ đi ra phần khung viền này và nó cùng màu luôn, cùng tông màu đen luôn. Thì có một cái điểm, nếu mà các bạn để ý kỹ các bạn sẽ thấy là cái phần khung viền này nó là hoàn thiện dạng bóng, còn cái phần phía sau thì hoàn thiện dạng nhám, thì nó hơi tiếc một chút. Nếu như cái phần camera này Samsung làm một là bóng luôn giống như cạnh viền hoặc là nhám luôn thì nó sẽ đồng bộ hơn. Nhưng mà nhìn như vậy đó là rất là đẹp rồi, bởi vì nó không tạo một cái cảm giác quá lồi và nhìn nó quá kịch cỡm nữa, nhìn rất là ok luôn. Mình đánh giá rất cao điều này. Ngoài ra cái mặt lưng này của S21 Ultra nó vẫn là làm từ kính cường lực, nhưng mà đã được phủ một lớp nhám, cho nên là việc cầm nắm rất là chắc tay và không để lại nhiều dấu mồ hôi và vân tay, rất là ok luôn. Cho nên là các bạn nếu mà xài kỹ thì không cần phải mang ốp lưng, nhưng mà mình vẫn khuyên các bạn hãy xài ốp lưng đi cho chắc, bởi vì một cái máy 30 triệu mà rớt một cái là có gì thì nó cũng không vui cho lắm. Ở bên cạnh phải thì các bạn sẽ thấy là sẽ có một cái nút nguồn và cụm tăng giảm âm lượng. Ở bên cạnh trái thì sẽ không có gì ngoài hai cái vạch sóng bằng nhựa ở đây. Ở bên cạnh dưới thì các bạn sẽ có một khe SIM, một cái micro thu âm, một cái cổng kết nối USB Type C và một loa ngoài. Cũng có một cái vạch sóng anten ở đây. Ở trên đỉnh thì các bạn sẽ có hai cái micro thu âm và một cái vạch anten nữa. Rồi nhìn chung thì đó là chính là tổng quan về cái máy này. Rồi mình sẽ nói một chút về cụm camera ha. Thì năm nay trên chiếc S21 Ultra 5G, Samsung đã mang lại một cái hệ thống gồm 4 ống kính và một cái cảm biến laser lấy nét ở đây. Mình thấy khá là hay là bởi vì thay vì để một cái cụm laser lấy nét nhỏ nhỏ ở đây thì Samsung làm cho nó có vẻ giống như là một cái ống kính luôn. Nhưng mà thực sự không phải, đây chỉ là nơi đặt đèn thôi nha các bạn. Còn về cảm biến thì chúng ta sẽ có một cái cảm biến chính độ phân giải 108mm kết hợp với ống kính góc tiêu chuẩn, cũng có chống rung quang học OIS. Tiếp theo là hai ống kính 10mm. Thì hai ống kính này, một ống kính sẽ là zoom quang học 3x và một cái là theo dạng gọi là ống kính tiềm vọng, có thể mang lại khả năng zoom quang học lên tới 10x, và khi kết hợp lại bằng phần mềm thì các bạn có thể zoom được tối đa 100x. Các bạn cũng biết mà, zoom 100x thì chỉ mang ý nghĩa là cho vui và giống như các bạn có thể soi được những cái chi tiết từ xa thôi, chứ thực tế thì nó vẫn chưa được như là gọi là giống trong các bộ phim viễn tưởng mà các bạn coi là zoom siêu xa và nhìn siêu nét đâu. Mà nói chung đây cũng là một cái điểm gọi là rất là tích cực trên cái sản phẩm của Samsung rồi. Cuối cùng là một cái cảm biến 12mm kèm theo ống kính góc siêu rộng. Về mặt cấu hình thì cái chiếc Galaxy S21 Ultra này được trang bị con chip là Exynos 2100 ở những thị trường như là thị trường Việt Nam. Còn với thị trường như là Mỹ hoặc là Hàn Quốc thì sẽ được chạy con chip Snapdragon 888. Thì tùy theo mọi người thôi, thì có nhiều người nói là chip Snapdragon nó ổn hơn, nhưng mà mình thấy thì cả Snapdragon 888 và Exynos 2100 đều đã được sản xuất trên tiến trình 5nm rồi, cho nên nó là cực kỳ mạnh và giống như nó cực kỳ tiết kiệm pin, cho nên các bạn cứ yên tâm mà sử dụng. Thì mình trải nghiệm được khoảng hơn nửa ngày thì mình cảm thấy là cái máy này nó rất là mượt mà luôn, gần như là độ trễ giữa các thao tác ứng dụng là không có, và chơi được hầu hết tất cả mọi game bao gồm cả game Genshin Impact. Thì về khả năng chơi game và hiệu năng mình sẽ gửi các bạn cho một bài đánh giá chi tiết sau. Và một điểm cuối cùng cần phải nói trên chiếc máy này đó là Galaxy S21 Ultra 5G được trang bị viên pin lên tới 5000 mAh, một con số rất là khủng luôn. Trước đây thì pin 5000 thường chỉ dành cho những cái máy gọi là tầm trung giá rẻ, pin trâu thôi, mà bây giờ flagship đã có pin 5000 rồi, cho nên mình nói các bạn là cứ đừng gọi là hạn chế sức mạnh của cái máy này. Khi mà mua máy này về hãy mở phần cài đặt màn hình lên, chuyển qua 2K và tần số quét 120Hz luôn cho mình và xài thoải mái đi. Đó, và điều các bạn cần làm đó là mua một cái adapter sạc nhanh về sạc cho chiếc máy này, thế là ổn rồi. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của Timecast. Thì đây là tất cả những cái ý kiến của mình về chiếc S21 Ultra 5G của Samsung. Còn bài đánh giá chi tiết thì mình sẽ gửi cho các bạn trong những video lần sau. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.